tại sao bà xã Quý Bình thừa nhận bớt ngông từ khi lấy Quý Bình. Những lý do sau tiết lộ cơ bản. Các bạn đang nghe tin tức trên kênh X Giải Trí. Các bạn hãy chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh. Vâng, vợ chồng Quý Bình khoe loạt ảnh rõ mặt con trai. Diễn viên Quý Bình cùng vợ đại gia tiết lộ loạt ảnh rõ mặt con trai Eric từ khi vài tháng tuổi đến hiện tại. Vợ Quý Bình bên hai con Ryan ngồi bên trái và Eric trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình năm 2022. Eric là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của vợ chồng nam diễn viên, còn Ryan là con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền. Quý Bình và vợ đại gia trong khoảnh khắc quấn quýt trên bãi biển. Quý Bình và vợ đại gia trong khoảnh khắc quấn quýt trên bãi biển. Quý Bình thoải mái nằm dài trên cát chơi đùa cùng Quý Tử. Diễn viên cho biết những chuyến du lịch cùng vợ con giúp anh giải tỏa căng thẳng, nạp lại năng lượng, kết nối với gia đình nhiều hơn. Theo vợ Quý Bình, bé Eric có nhiều nét giống bố, ngoan ngoãn từ nhỏ. Dù công việc bận rộn, vợ chồng nam diễn viên luôn cố gắng sắp xếp, thỉnh thoảng đưa con đi chơi xa để bé làm quen, tìm hiểu những điều mới mẻ xung quanh. Từ khi bé Eric chào đời, vợ chồng Quý Bình thường xuyên chụp ảnh, lưu giữ những kỷ niệm đáng yêu của hai con trai, hiếm khi chia sẻ với khán giả. Nam diễn viên từng đăng một, hai tấm ảnh con trên mạng xã hội nhưng chỉ chụp hẹ từ phía sau hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Quý Bình cho biết anh rất hạnh phúc khi được trải nghiệm cảm giác là bố bỉm sữa, nhìn con khôn lớn từng ngày. Vợ đại gia của Quý Bình tiết lộ nam diễn viên là người chồng, người cha mẫu mực, ông xã tính quyết đoán, bản lĩnh và luôn yêu thương, che chở vợ con. Nhờ anh, tính ngông của tôi dần thay đổi. Doanh nhân Ngọc Tiền cho hay, theo vợ Quý Bình, bé Roy rất yêu thương và thích chơi đùa với em trai. Nam diễn viên cũng gần gũi, xem con riêng của vợ như con ruột. Doanh nhân Ngọc Tiền nói khi đi làm cô được gọi là nữ tướng, người lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng ở nhà, bà xã Quý Bình như bao phụ nữ khác, phấn đấu trở thành mẹ hiền, vợ đảm. Dù cưỡi sóng đạp gió gì bên ngoài thì là người vợ, người mẹ, tôi ý thức mình phải vun vén tổ ấm, chăm sóc con cái, gia đình. Tôi tự nhắc bản thân khi bước chân về nhà, tất cả công việc phải để lại bên ngoài cánh cửa. Ngọc Tiền nói, bé Eric thỉnh thoảng theo mẹ đến công ty. Vợ Quý Bình cho biết con trai tỏ ra tự lập từ sớm, có thể tự chơi, ít khi quấy khóc nên hành trình làm mẹ của cô không quá vất vả. Bà xã Quý Bình tự cảm thấy bản thân may mắn khi có ông xã và gia đình luôn bên cạnh, hậu thuẫn trong mọi việc. Nhờ thế cô đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khi điều hành công ty bất động sản, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Hình ảnh mới nhất của bé Eric trong tiệc 9 tháng, nhóc tỷ hiện 1,5 tuổi đã biết đi và đang đi bô học nói. Quý Bình tiết lộ anh đã sung sướng đến tan chảy khi nghe con gọi tiếng ba đầu tiên. Từ khi kết hôn, nam diễn viên không hoạt động nghệ thuật nhiều để dành thời gian chăm sóc gia đình, phụ vợ làm kinh doanh. Thỉnh thoảng Quý Bình và bà xã cùng đi từ thiện giúp đỡ các gia đình khó khăn ở quê nhà Hóc Môn và nhiều địa phương khác.